Dàn sao hoa ngữ đẹp trai nhưng cách hành xử bị dân tình nói là chẳng đáng mặt nam nhi. Chia tay rồi lại buông lời cay đắng với tình cũ. Quách Phú Thành và câu chuyện chiếc giày cũ khiến ai nấy xót xa dùm Hùng Đại Lâm. Lý Thần vì Phạm Băng Băng mà khiến Trương Dư Hi ê chề. Còn đỡ hơn Giang Hoa khiến Đặng Tụy Văn phải hối hận cả đời. Với một ngôi sao thì cái kết tình yêu mà họ mong mỏi nhất chính là có thể chia tay trong hòa bình, đôi bên cùng tôn trọng và giữ gìn hình ảnh cho đối phương. Thế nhưng, có những sao nam ở hoa ngữ lạ lùng lắm, họ sẵn sàng buông lời cay đắng với tình cũ, khiến người từng thương yêu phải chịu cảnh ê chề, thậm chí mất luôn sự nghiệp. Lại Hoàng Quốc, Trung Hân Đồng. Đẹp nhưng lận đận tình duyên, Trung Hân Đồng thường khiến người hâm mộ sốt ruột không thôi. Năm 2018, nữ diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo tin cưới bác sĩ Lại Hoàng Quốc, bất chấp nhiều fan phản đối bởi loạt điều tiếng trong quá khứ của gã. Và sau 2 năm về chung nhà, Lại Hoàng Quốc đã lộ bản chất thật, thường xuyên mập mờ với nhiều cô gái khác. Đâu chỉ thế, vị bác sĩ này còn đổ hết lỗi cho Trung Hân Đồng, tố cô khiến mình khánh kiệt vì thói tiêu xài hoang phí, lại còn thường xa cách chồng. Dĩ nhiên chẳng ai tin gã bác sĩ kia rồi, bởi với một minh tinh có cả tiếng lẫn tiền như nàng Aziu, nếu không yêu thì sao cô lại cưới người chồng bình thường chứ? Trương Hằng, Trịnh Sảng. Trung Hân Đồng đáng thương thật, nhưng nếu so sánh với Trịnh Sảng thì vẫn còn may mắn chán. Từ minh tinh hạng A của hoa ngữ với danh công chúa hot search, Trịnh Sảng giờ phải sống tha hương xứ người, gánh nợ hàng trăm tỷ đồng, cửa tái xuất bít bùng. Và tất cả đều do chồng cũ Trương Hằng gây ra đó. Sau khi ly hôn với mỹ nhân yêu em từ cái nhìn đầu tiên, anh chàng này đã tung chuyện riêng tư của cô như nhờ người giúp mình sinh con ở Mỹ, bòn rút tài sản của chồng, thậm chí là thiếu trung thực trong việc thuế. Kết quả Trịnh Sảng bị cấm cửa hoàn toàn ở xứ Trung. Quách Phú Thành, Hùng Đại Lâm. Ngoại hình và tài năng thì miễn bàn, nhưng cách Quách Phú Thành đối xử với dàn người thương thì chẳng ai yêu nổi. Đâu chỉ luôn đề phòng và kibo với bà xã Phương Viện thôi đâu, anh còn có phát ngôn khó đỡ khi nhắc về tình cũ Hùng Đại Lâm nữa cơ. Hậu chia tay Hùng Đại Lâm, khi có phóng viên nhắc đến mối tình xưa, chàng Thiên Vương đã thẳng thừng nhắc đến chiếc giày cũ để ví von, khiến mọi người xung quanh sượng chân. Hành động ấy đã khiến hình tượng đẹp của Quách Phú Thành sụt giảm nghiêm trọng. Lý Thần, Trương Hinh Dư. Lý Thần từng khiến nhiều người ghen tị khi chinh phục được rất nhiều mỹ nhân nổi tiếng bao gồm Trương Hinh Dư và Phạm Băng Băng. Đâu chỉ thế, anh còn là nguyên nhân khiến hai người đẹp này cạch mặt nhau nữa cơ. Chuyện xảy ra khi Lý Thần công khai hẹn hò Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư ám chỉ đàn chị đã hớt tay trên. Để bênh vực người mới, Lý Thần chẳng ngại mà tố nàng Trương chân đạp hai thuyền khiến hình tượng cô sụp đổ. Nếu không nhờ cưới chàng quân nhân Hà Tiệp thì chắc Trương Hinh Dư chẳng thể rửa sạch tiếng xấu này đâu. Còn Lý Thần thì gây hoang mang vì bỏ chạy sau khi Phạm Băng Băng bị cấm cửa. Giang Hoa, Đặng Tụy Văn. Khi nhắc đến Giang Hoa, điều đầu tiên khán giả nghĩ đến chính là ngoại hình điển trai cùng tài nhập vai xuất sắc. Ngoài sự nghiệp đình đám thì câu chuyện tình yêu ồn ào của anh với Đặng Tụy Văn cũng gây ra không ít tranh luận trái chiều đó. Bởi khi họ quen nhau, đàng trai đã có gia đình rồi. Vì vậy mà khi chuyện vỡ lỡ, Giang Hoa đã vội vàng đẩy hết lỗi về phía Đặng Tụy Văn. Cô ấy chủ động quyến rũ tôi nên tôi mới mắc sai lầm. Dù sau này Giang Hoa đã minh oan cho thị hậu TVB bằng lời thú nhận, năm đó tôi yêu cô ấy 100%, nhưng điều này vẫn chẳng xoa dịu được trái tim tổn thương của cô. Bởi vậy mà Đặng Tụy Văn mới tuyên bố yêu Giang Hoa là điều khiến mình phải hối hận cả đời. Chính vì cùng có hành xử không tốt với người cũ mà dàn nam thần này cũng tự đánh mất hình tượng đẹp trong lòng khán giả đó. Ví dụ như Lý Thần sự nghiệp ngày càng mờ nhạt, Quách Phú Thành concert ế ẩm hay Trương Hằng cũng phá sản. Họ chính là tấm gương cho những sao nam khác, hết tình vẫn nên còn nghĩa, tử tế với người cũ chính là tử tế với bản thân mình.